Rồi, chúc. Rồi, như vậy xong. Các con, các bạn. Mời quý vị đại biểu, quan khách và quý khán giả đón xem phần biểu diễn chào mừng của các đoàn vận động. Nhóm vận động viên trên 18 của Việt Nam hiện nay thì hơi mỏng về lực lượng sau khi mà Bá Đông, Thu Hà, một số các em Tiến Phương là đã giải nghệ rồi không còn thi đấu nữa, thì cái lực lượng kế thừa nó chưa có đủ mạnh nên là một số em thì nó cũng đã không có còn cái phong độ nữa, nên là cái nhóm tuổi này mình chỉ tham gia chứ còn không có đặt chỉ tiêu huy chương. Hiện nay thì toàn đội đều có sức khỏe tốt và các em tập luyện rất là đều đặn từ các hôm chuẩn bị tới hôm nay là tập luyện rất là đều đặn và sức khỏe tốt, và các em đều rất là quyết tâm vì mình là đơn vị chủ nhà đăng cai cái giải châu Á này lần thứ hai, nên là các em rất là quyết tâm và mình đặt chỉ tiêu là 2 huy chương vàng và có thể là cô sẽ cố gắng quyết tâm và đạt nhiều hơn. Cho người ra hiện để mà thì gần đây cách đây một tháng cô Phương trưởng bộ môn đội aerobic có nói đến về đại nội dung đen với cả step, thì Việt Nam mình hiện tại chưa đủ 8 người thì cô cũng yêu cầu mình quay trở lại có thể tập cùng đội. Có đội mình đã rất vui vì lại được một lần nữa lại được đứng lên sân sàn đấu để có thể là được thể hiện ước mơ của mình, đó là thi đấu. Thực sự thì chỉ cần bước lên sàn đấu thì bản thân mình luôn luôn có cả trạng thái là hồi hộp. Thì bộ môn này thì không phải thực hiện những pha nhào lộn khó, nhưng vì mình cũng mới tập được một tháng thôi, tâm ra cũng có rất là nhiều tư thế tay này, rồi những bước chân của aerobic mình chưa học là quá tốt, tâm ra bây giờ mình vừa tập và vừa phải trau dồi và các cô cũng phải sửa rất là nhiều. Mỗi vận động viên ai cũng mong muốn mình sẽ gây được dấu ấn trong mỗi giải đấu, bản thân mình cũng là vậy. Thế nhưng mà mình chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức, và còn thành tích thế nào thì mình vẫn sẽ chờ đến kết quả cuối cùng.